con ải con ai. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Thiệt bây giờ ca cũng không có sức mà ca đó. Sao bực bội dữ vậy ta? Ông đi tới giờ này mà ông chưa về nữa. Thiệt á, nghĩ sao giờ nghĩ lại hối hận dễ sợ. Thì xưa nghĩ sao lấy ổng vậy ta? Mình 18-20 mình đẹp quá trời đẹp mà. Bao nhiêu người theo đuổi, tự nhiên đi lấy phải ông già. Nghĩ là lấy người cao tuổi là sẽ được cưng chiều. Giờ đâu có cưng chiều đâu, khổ muốn chết vậy nè. Bực bội ghê vậy á. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thăm đường tình quê. Con chim ơi, hót nữa đi chim, hót mãi đó. Nằm mất hứng được hay không? Gặp ba là tự nhiên tôi xìu lại rồi đó. Đúng rồi, ngày xưa thì nói lời ngon tiếng ngọt. Gặp em là hả, anh thấy như là một bầu trời sáng. Và bây giờ là gặp em là anh xìu làm sao? Phải rồi, còn nói gì nữa em. Trời ơi, có gì đâu em. Hồi đó thì dễ thương, chồng muốn gì cũng chiều. Bây giờ chồng nói cái gì cũng cự cãi hết. Thì dĩ nhiên là nó không hợp nhau rồi. Ông á, ông lo cho mấy con chim còn hơn là vợ con ông nữa. Chim sao không lo? Cái gì mà lo? Lo cái gì mà lo? Đó nha, bà làm mà nó khủng hoảng mà nó đột quỵ cái là bà chịu trách nhiệm đó nha. Lúc đó là tôi sẽ đem hay tôi giặt lông nó rồi tôi chiên như cút chiên bơ cho coi. Thấy chưa, bà mở miệng ra là thấy mất cảm tình rồi. Thôi số phận tôi vậy bà. Nói chuyện nha không hợp, ha. Nếu bà nói vậy á, thôi không có chuyện gì để mình nói nữa. Tạm biệt em anh lên đường. Đứng lại. Trời ơi, sao ông bà làm giật mình hoài đó. Ông á 6 giờ sáng. À. Ông xách cái lồng chim ông đi. Ha. Ông đi tới giờ nào ông mới về, tôi nói với ông mấy câu ông bỏ ông đi tiếp làm sao? À, thì bà coi như tôi buổi sáng tôi đi tập thể thao đi chơi chim có gì đâu. Trời ơi. Rồi nhà cửa ông không có quan tâm gì hết trơn á. Tôi nè, sáng sớm nha, tôi phải đi chợ. Tôi dọn dẹp nhà, tôi nấu cơm cho thằng Tí nó ăn. Ông không phụ một cái gì hết. Người ta buổi tối là người ta quay quần gia đình người ta, đúng không? Rồi. Ông ăn cơm tối xong ông làm cái gì? Ông xách cái lồng chim ông đi te rẹt ở đâu tới khuya ông mới về. Có nghĩa là bà không đồng ý phải không? Không. Được, tôi sẽ chiều thấy bà. Kể từ hôm nay tôi sẽ không về nữa mà tôi đi tới sáng mai tôi về. Trời đất ơi. Cái gì hả? Tôi đập đầu vô cây cột rồi tôi chết cho ông. Cho ông vừa lòng nha. Hù dọa. Đập đi, đập đi. Tôi nói thiệt với bà nha. Cuộc đời này ra tôi không còn thương ai. Bà với con rồi mà tới chim. Ông nói ông thương tôi đúng không? Ờ. Thương là cái gì? Thương là lúc nào người ta cũng để trong tâm trí người ta đúng không? Ờ, tất nhiên. Tối hôm qua. Sao? Ông ngủ. Ông nằm mơ. Ông nói gì ông nhớ không? Tôi nằm mơ? Ừ. Nói gì? Nói gì đâu nhớ, để tôi nói cho ông nghe. À. Cưng ơi, ăn chuối đi cưng, hôm nay chuối ngon lắm nè cưng, ăn chuối đi, ăn chuối đi. Bà thấy không, như vậy mà bà còn chưa cảm nhận là chồng mình thương mình, chồng mình yêu mình cỡ nào. Chưa, tôi chưa nói hết mà. Sao? Còn câu sau mới câu quan trọng nè. Câu gì? Hôm nay em không thích ăn chuối hả? Cưng mà không thích ăn chuối vậy thôi, ăn cào cào nha cưng. Không cho tôi ăn cào cào hả? Bà nói vậy tôi hiểu rồi. Có nghĩa là trong cơn mơ không phải tôi ra lấy chuối cho bà ăn, mà là con chim này. Bây giờ bà nhắc tôi mới nhớ. Đúng rồi, tới giờ phải cho nó ăn cào cào. Ừ, cưng ơi, bắt đầu lấy cào cào cho cưng ăn nhá con ngó. Cào cào ơi, chim ơi. Cào ơi, chim ơi. Chim, ở đây chơi nha, bye bye. Cào cào ơi, ở đây chơi nha, bye bye. Chim ơi, bữa nào mà tôi không thử lòng, tôi không phải là vợ ông nữa mà. Ông đứng lại. Trời đất ơi, trời mưa gió vậy, không biết bà có qua không trời. Ê, gì mà kêu qua gấp dữ vậy? Bọn không đi chợ buôn bán gì hả? Bán xong hết rồi. Nhưng mà nói nghe có chuyện quan trọng mới kêu qua đây. Chuyện gì? Chuyện gì không nói qua điện thoại kêu qua đây vậy? Cứ làm đồ ăn cho thằng Tí thôi chứ dọn dẹp nhà gì chứ. Cơ mật không có nói qua điện thoại được. Gì? Dạo gần đây á, tôi hỏi thiệt nha. Bà thấy chồng bà có bình thường không? Bà, tào lao quá. Người ổng bình thường chứ có cùa đuôi sức mẻ gì không bình thường. Ý tôi không có phải vậy. Ý tôi muốn nói là chồng của bà có thương của Tí không? Câu hỏi tào lao nữa. Nghĩ sao con mình không thương? Tí nó là không giống tôi cũng không giống ổng, nhưng mà thương chứ sao không thương được. Bữa nay bà hỏi gì kỳ cục vậy? Ngoài hai người ra có thương ai không? Ngoài tôi ra. Ờ, có thương á. Đó, thấy chưa? Trời ơi.
Tôi thương bà quá bà ba ơi. Bà lấy chồng vậy bà cũng đâu đến nỗi đâu mà phải chịu kiếp chồng chung. Trời ơi. Chung là lúc đầu tôi cũng buồn. Thấy sao không bực bội được đúng không? Nhưng mà thôi riết lâu cũng quen. Thấy ổng thương mấy đứa nó vậy cũng thấy vui vui. Cái gì? Bà biết mặt hết mấy đứa nó luôn hả? Biết, ngày nào cũng gặp hết mà. Trời sao bà cao thượng quá vậy? Cao thượng gì cao thượng chứ giờ không lẽ ghen tu mấy đứa nó. Năm con chào màu, ba chích chè, ba cô gái với mấy con giọng mấy con không biết không lẽ giờ ghen với tụi nó. Bà nói chuyện rất quá hức à. Gì vậy? Tôi muốn hỏi á là ngoài hai má con bà ra, ổng có thương con nhỏ lén phén với con nhỏ nào không? Trời ơi, trời ơi, tào lao rồi đó. Ổng mà lén phén như thế nào ha, tôi giặt lông, tôi hầm, tôi quay, tôi nấu. Ngừng. Bà làm thấy ghê quá. Nhưng mà cuối cùng là bà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đúng không? Mà chuyện gì là chuyện gì, nãy giờ vòng vòng không? Thực ra tôi cũng không nhiều chuyện. Nhưng mà chuyện này tôi không nói không được. Bà không có nhiều chuyện, bà cứ nói với tôi đi, không có nhiều chuyện. Bà hứa với tôi là bà phải bình tĩnh nha. Bình tĩnh? Rồi. Trời ơi, lớn tuổi rồi, có chuyện gì nữa. Cho bà coi cái này nữa. Bình tĩnh. Tôi nói cho bà biết là để tôi cho bà thấy hình là bà phải bà để đó tìm cách đối sách. Bà bình tĩnh. Trời ơi, tỉnh lại đi. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa, chuyện tình. Trời ơi, mỗi lần mà follow phát thanh nó phát lên á, cái mình hát cái tự nhiên nó tắt luôn. Chim ơi chim, hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời thêm tươi, hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời không quét ta. Trời ơi, ông làm gì vậy? Vừa đi mà vừa nói chuyện. Tưởng nói chuyện với ai, nói chuyện với con chim. Thì con mình bà ở đây xóm này, tôi quý bà nhất, tôi qua tôi tâm sự với bà. Đi dẫn theo chim tâm sự luôn. Trời ơi, riết rồi ông coi nó còn hơn là tôi nữa. Trời ơi, không phải bà ơi. Tôi quý chim lắm. Đời tôi phải có cái thú vui này, không có là tôi buồn dời dợi luôn đó. Rồi theo. Rồi. Trong xóm này còn lạ gì ông nữa, rồi qua có chuyện gì không? Nói cho bà biết. Buồn uống miếng nước lắm. Đi rồi nói. Mặc dầu đi chưa về nhà nữa. Gì? Ông nói ông buồn. Ừ. Dùm mặt ông vui gần chết rồi đi dùm hát. Vui là vui với con chim qua ngày tháng thôi. Chứ thật tâm gia đình buồn bà ơi. Bà biết sao? Vợ tôi nó không chịu tôi tức hoài à. Con chim mà gây gỗ nhau hoài vậy đó. Tôi hỏi bà nè, tôi biết thú tôi thì thích chịu thú chim. Nói chung là tôi thích lắm. Sáu cưỡng gì tôi cũng thích đó. Mà nó không chịu tôi, nó cứ gây gỗ với tôi hoài. Bà coi có buồn không? Ông mà bậy bạ hết sức à. Bậy gì? Ở nhà ha, có bao nhiêu thời gian là ông dành cho mấy con chim. Bả không tức ông sao được. Mai á, bả vợ ông nghe, gặp tôi vợ ông nghe. Trời ơi, tôi xử ông không còn cảm tóc luôn. Trời ơi, thôi tôi chán bà quá rồi. Tôi tưởng qua nói với bà binh tôi tâm sự với bà binh giật tôi, bà theo ý tôi. Rốt cuộc bà cũng ngã về ý vợ tôi nữa. Trời ơi, cái chuyện gì đúng thì binh, còn sai thì sao binh được. Vô đây thấy tôi ra mặt một lời thấy chưa, tôi nói có sai không? Trời ơi, vô đây. Binh nữa hả? Cái gì dạ, ngồi vô uống miếng nước trà. Tôi từ em cái tật vậy hoài. Điều này là chạy theo ổng nè, khát nước phải ông uống đi, giờ có gì nói từ từ nói. Không uống nước nữa. Bà đừng có trơ trẽn như vậy bà ta. Ủa trơ gì trẽn? Ông nha, ông nha. Trời ơi, tôi bấy lâu nay tôi tưởng ông chỉ mê mấy con chim cảnh thôi, tôi còn bỏ qua cho ông. Bây giờ ông vừa phải thôi, bao nhiêu tuổi đầu rồi, già hai ba thứ tóc rồi, còn đi lén phén với người ta làm sao? Ủa bà nói gì kỳ vậy? Em nói gì kỳ vậy? Tôi lén phén với ai? Có con riêng ở ngoài kia rồi, giờ còn lén phén với bà Tám nữa, bà thấy chưa? Trời ơi, lén phén với tôi. Mấy bà nói kỳ quá. Cái miệng ăn mắm ăn muối nè. Gì lén phén với tôi, ngày mai tôi giá bỏ mấy bà hết luôn á. Em, anh lại em. Em bình tĩnh, em đừng có ăn nói tầm bậy tầm bạ vậy, người ta cười. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Ông hai ba vụ chứ đâu phải một vụ đâu mà tôi bình tĩnh. Tức quá, tức gì nữa? Đây, đừng có nói gì nữa hết á. Đây, nói có sách mắt có chứng. Đây, nhìn đi. Ai vậy? Nhìn không biết sao còn ai vậy nữa hả? Thấy chưa, đâu có dám nhìn sự thật. Chúa cha mẹ ơi. Cái gì? Trời ơi. Sao? Bà nội này. Sao bà? Yêu thầm trộm nhớ không? Trời ơi, đạo bảo lưu hình ông vô điện thoại. Bà bớt khùng đi bà Tám. Cái gì vậy? Chứ gì nữa? Bà lưu mà không dám lưu hình bây giờ. Lưu hình lúc ông còn nhỏ. Ghê quá. Đừng có mà hả? Nhanh đi. Bị gì bà không? Để tôi coi. Đó, ông đó. Sao giống dữ vậy? Đó, bà lưu thầm mà. Tôi. Cái gì vậy? Từ em. Ông thừa nhận rồi, ông thừa nhận rồi. Thừa nhận giống rồi đúng không? Trả đây, bằng chứng. Con ghi làm sao mà không giống được.
anh nói cho em biết, anh vẫn một lòng thương mẹ con em. Em nhớ đi, em đẻ thằng Tý ra, mặc dù nó có những điều không giống anh, những cái không giống anh, nhưng có bao giờ anh nghi quan cho em đâu. Thấy chưa, cháy nhà rồi, mặt chuột bây giờ nói rõ ràng vì thằng Tý nó không giống ông nên giờ ông lén phải với người khác để ông kiếm một đứa giống ông đúng không? Trời ơi, có con riêng, nói nghe nè, mà đứa con riêng này ở đâu vậy hả? Đây, chuyện là vậy, tôi bán ở chợ đúng không? Ừ. Một ngày tôi thấy hai má con người kia dắt đi chợ, tôi thấy cái thằng kia sao mà nó giống ông ba quá. Trời đất ơi, tôi lấy điện thoại tôi chụp liền, cái mặt nó cực kỳ giống ông luôn đó. Ông đó, bà thấy không, bà thấy không? Thấy rồi, giống y chang luôn. Bây giờ đâu có ngờ là con riêng của ổng. Tôi đã điều tra rồi, là cái đứa bé đó với lại thằng cụ Tý ở nhà là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm tại bệnh viện huyện luôn. Trời ơi, gian díu ba bốn năm trời chứ bộ mới đây hả? Ngày mới ghê chứ bà. Trời ơi, ông to gan quá, nghĩ sao vợ với bồ nhí mà sinh cùng tháng cùng ngày cùng năm. Trời ơi trời, chưa thấy ai mà lớn gan to mặt ai mà như ông. Hai đứa nó cùng chung một lượt bộ. Không phải, tôi nói lộn. Đầu tôi chết cho ông coi. Mắc mối gì phải chết? Không có chết. Không, 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 không. Mấy bà, mấy bà nói là hai đứa nhỏ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Ừ. Cùng một cái bệnh viện huyện. Ờ. Sao vậy? Trời ơi. Đi nữa. Có khi nào? Đi nào cái gì? Hai vợ chồng bà nuôi con người khác rồi. Bà tào lao, bà đi tào lao, bà kiếm cớ bà quản binh, bà binh ổng đúng không? Ờ, đúng rồi đó. Thôi, bà về bà đi, bà về bà đi. Không có quản binh, trời ơi, mấy bữa nay tôi đọc báo, tôi thấy báo đăng mấy cái trường hợp bệnh viện trao nhầm con. Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2013, chị Nguyễn Thị Thu Trang, ngụ tại Bình Phước, và một người phụ nữ khác sinh con gái cách nhau khoảng 15 phút tại cùng một phòng bệnh của Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long. Đầu tháng 5 năm 2016, cha của chị Trang phát hiện người phụ nữ sinh cùng phòng với chị Trang đang nuôi một bé gái có ngoại hình rất giống cháu ngoại lớn của mình, nên đã nghi ngờ. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long đã đưa hai bé gái của hai gia đình đi xét nghiệm ADN và nhận được kết quả huyết thống chéo. Đại diện bệnh viện này cho biết có lẽ do hai bé sinh cùng thời gian nên trong lúc tắm rửa giao cho gia đình đã xảy ra sự cố nhầm lẫn. Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên bệnh viện trao nhầm trẻ sơ sinh xảy ra tại Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2016, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cũng vừa xác nhận có hai gia đình cũng vừa tìm lại được con gái của mình sau khi bị bệnh viện trao nhầm cách đây 4 năm. Một trường hợp trao nhầm con khác cũng đã xảy ra cách đây 42 năm tại nhà hộ sinh Ba Đình, Hà Nội. Tuy đã trải qua một thời gian dài tìm kiếm, nhưng gia đình này vẫn chưa tìm thấy con gái ruột của mình. Đó, thấy chưa? Cái gì cũng áp đặt chồng ở trên cái rồi á. Em cũng đâu biết là tự nhiên có cái chuyện này nó xảy ra đâu. Bà Tám ơi, bây giờ theo như ý bà thì phải giải quyết sự việc này sao? Bà Tám, bà cho biết cái ý kiến để tụi tôi tính cho bà Tám. Tôi rối quá trời quá đất à. Thì bây giờ nè, ông chạy lên bệnh viện. Rồi. Cái gì vậy? Ủa sao bà cứ chạy bệnh viện? Tôi đang nói cho ông biết không. À vậy hả, rồi sao? Chạy lên bệnh viện xin người ta coi hồ sơ coi như thế nào. Rồi nếu mà ông rảnh nữa chạy qua bên nhà bên kia. Rồi. Chạy hoài. Trời ơi, bà kêu chạy thì tôi đi. Thì tôi nói vậy á, ông chưa có nói. Rồi, nói tiếp đi, nói tiếp đi. Khoan đã. Người ta không cho lại con rồi sao? Đó, vậy thì bây giờ Tám nghĩ sao đây? Thì mình chạy qua nhà người ta, mình thuyết phục người ta cho đi xét nghiệm ADN. Nếu mà xét nghiệm mà lỡ mà bệnh viện trao nhầm thì thôi mình nói với gia đình đó bây giờ là trả con lại, nhưng mà cũng đừng có phân chia là gia đình này gia đình kia. Hai gia đình coi như là một gia đình. Để cái đứa nhỏ nó không có cảm giác hụt hẫng. Ý là kết hợp nó có tình thương giữa hai gia đình. Hiểu luôn. Đúng rồi. Có hai cha hai mẹ, ba mẹ nuôi đó. Ông bây giờ đi chạy đi vậy, đi vậy, được rồi. Rồi tôi hiểu câu chuyện rồi. Bây giờ tụi tôi sẽ đi theo Tám, nghe cái ý của Tám phải không? Đi qua mình nó nói cái gì vậy không? Rồi cảm ơn Tám. Đi. Có bà chưa gì hết, cái sớm sắc đổi thừa tụi không à. Đi. Nhanh lên. Trời ơi, đi luôn chờ rồi, đi phủ tôi luôn. Tôi tưởng tôi nhiều chuyện, bà còn nhiều chuyện hơn tôi nha. Tôi nhiều chuyện đúng với bộ. Ủa cái gì vậy? Trời xong đi, đi cùng mình vô chí nữa. Quên trời đây, trời ơi chết rồi. Có đi vui cuộc đời chút xíu vậy thôi. Cảm ơn hay là trời ơi, còn lo cho con được nữa. Bức tử sâu rạch. Thở phào nhẹ nhõm. Mà ta nói công nhận, ở hiền là gặp lành. Người mà tu thân tích đức giống như mình, ta nói trời thương.
đẻ một hơi 10 đứa. Trời ơi là trời, đứa nào đứa nấy nó múc bíp, nó dễ thương sao đâu. Tao nói cái giây cái phút mà mẹ nó đẻ nó nghe mà giống như là mình đẻ vậy đó. Khi mà nó phọt ra rồi, trời ơi 10 con. Trời đất quỷ thần tiên địa ơi, sung sướng gì đâu. Cái gì cái gì cái gì, trời ơi cái gì, cái này có thiệt hả? Mừ đẻ mừ. Trời ơi gì ghê vậy bà? Ê ở đâu chỉ tôi coi, nhà chỗ nào ai đẻ chỉ tôi đến tôi coi coi gì. Hồi xưa giờ tôi nghe có đẻ hai đẻ ba chứ ai đẻ mừ gì, thấy ghê vậy, đẻ gì như gà đẻ vậy trời. Gà vô nhà tôi kìa bà thấy hả? Người thân bà đẻ hả? Bà vô bà coi đi. Trời ơi gì cái ghê vậy trời, chuyện này bộ chuyện lạ có thiệt hay sao trời ơi. Dạ chuyện nó ớn luôn. Tâm hơ tâm hất, nghe bên này nghe bên kia, ba chớp ba nhán nó bậy nó bạ đâu đâu, bởi cho nó bạ nhiều chuyện chưa từng thấy. Hèn chi cứ bà. Ê bà xạo sự vừa thôi bà, có ai đâu, vợ chồng có ai đâu. Tôi đâu nói ai đâu. Sao bà nói ở sao? Ừ thì ở sao, tôi có thấy người nào đẻ mừ đứa ngoài đâu, không có bóng người nào hết trơn trời. Tôi đâu có nói người đẻ đâu, chứ ai đẻ? Heo nái nhà tôi đẻ 10 đứa. Bà rảnh quá ha. Sao rảnh? Trời ơi vậy bà mới rảnh á. Nhiều chuyện tâm hơ tâm hất à. Thì bà thấy tôi á là hiểu sai. Bà phải nói lại không phải con người đẻ mà là con heo đẻ. Vậy đi, cho bà phải tận mắt mà chứng kiến mà mới tin. Bà đúng nhiều gì? Chuyện quá mà. Bởi cái xóm này nhiều người sánh dở chết dở là cũng do bà không. Từ cái miệng bà mà ra. Vậy là không? Nói túm lại là con heo bà đẻ phải không? Ừ cho miếng đi. Chua không đây? Không. Đúng không? Rồi bữa nay qua đây chi đây? Nói nghe nè. Rảnh không? Làm gì? Tối đi uống cà phê với tôi. Bà rảnh quá ha, bà nghĩ sao nhà tôi nuôi 10 đứa nhỏ mà tôi đi uống cà phê với bà. Rủ không đi thôi, tôi đi về á, bực bội à. Con trái đi. Ngon quá. Về hen. Bớt bớt nhiều chuyện là giùm nhé nghe. Cho chồng xóm láng giềng nó bình yên. Con lúc lùng khi ta đây cao, mang vuốt mang dây mới cao. Khi mà chân đập tưng ta quá lùng, tay ta quá lùng, gái chơi quá trời. Gái chơi quá trời, ấy da quá trời. Ấy da, vô duyên quá à. Nói không phải khen ông nghe, tao gọi cái bài hát ông hát nó xứng với cái tướng ông á. Chứ sao ông? Trời. Có những lúc quá lùng quá gì đó. Giống như ông hát còn chửi ông vậy. Để tôi. Nói nghe nè. Gì? Nhà còn gà nhiều không? Gì? Nhà tôi bán gà mà bà hỏi còn nhiều không? Bà muốn 5 con có 5 con, muốn 10 con có 10 con, muốn 100 con á, ra chợ mua đi nha. Trời ơi, có vô duyên không? Đã muốn mua bao nhiêu con? Để tôi 1 con. Vô duyên như bà, tưởng là mua 100 con, 200 con, 300 con, ngàn con. Đang đãi khách đúng không? Đãi khách? Ừ. Tôi có đãi ai đâu, có mình nên tôi ăn không nội. Xạo hoài, chuẩn bị đám cưới làm như người ta không biết trời. Lần sau trời, tôi còn chưa có người yêu nữa, những gì? Chiếc nhẫn bà, nó nói lên hết tất cả rồi. Tao gọi tự nhiên người ta đeo chiếc nhẫn cái nói người ta sắp đám cưới vậy. Trên đời này đứa con nít đứa trẻ nào cũng đeo chiếc nhẫn cái nói nó sắp đám cưới hả ông nội? Tao mệt không nói chuyện với bà nữa. Gì? Vợ rồi. Trời. Alo. Gì vậy? Trời ơi tôi đi công chuyện chứ đâu phải đi chơi đâu mà cứ gọi vô kiểm tra vậy. Thì chuyện gì nói đi. Gì tôi về hả? Rồi về. Vợ người ta thương, người ta yêu, người ta cưng, người ta gọi điện, người ta quan tâm. Mà nghĩ sao nẹt nổ vô mặt người ta. Thôi mệt quá, tôi về có một chuyện. Phước phần thì tối ngày kiểm tra hoài bực mình à. Thôi tôi về có một chuyện. Ê, trời ơi, ê, ông đứng lại coi. Chờ tôi đi với, tôi qua nhà ông tôi mua con gà. Trời ơi, ông này lùng mộng đi nhanh dữ vậy trời. Trời ơi, làm cái gì mà gọi điện từ nãy đến giờ mà bây giờ chưa thấy về nữa. Chết cái chục con gà của tôi rồi. Trời ơi là trời. Bà ba ơi. Cái gì vậy? Có chuyện rắc rối. Có chuyện rắc rối hả? Ừ. Trời ơi, làm như có mình bà có chuyện rắc rối vậy. Tôi còn rắc rối hơn bà gấp ngàn lần nè. Là sao? Sao tự nhiên là hai đứa mình giống nhau vậy? Ờ há, sao mình giống như là tư tưởng lớn gặp nhau vậy? Tư tưởng lớn cái gì? Tại con khỉ buồn thúi ruột đây nè, tôi nói bà nghe. Trời ơi, hôm qua nhà tôi con heo nái nó đẻ 10 con à. Mừng muốn chết, trời ơi, cả đêm thiếu điều tôi muốn ra tôi bắt mùng tôi ngủ chung với tụi nó luôn vậy đó. Rồi cái cuối cùng sao? Trời ơi, thôi mệt bà quá. Để tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho sáng. Chối vấn đề luôn. Đó thì sáng nay tôi ra tôi thăm nó.
Rồi tôi đang vuốt ve con mẹ, tôi ẵm từng con, con một, con hai, con ba, con bốn, con mệt quá ngày bây giờ. Cuối cùng, ba con cuối nó nằm chụm vô một chỗ nó chết queo. Trời ơi, ba con heo nhà bà chết hết luôn. Ba con heo con. Chết có ba con heo thôi à, ngồi đó than. Tôi chết nguyên một chục con gà đây nè, giờ tính thì sao? Bây giờ nó chết rồi, giờ tính đi. Không, bây giờ không ấy. Nó chết hết vậy trời. Không ấy mình, ba con heo tôi á, bán làm heo sữa chiên giòn rồi cũng ngon lắm mà nha. Đây ra tiệm mấy tiệm cơm á bán. Chục con gà của tôi giờ sao ta? Thì đem bán đi chứ không lẽ bán giờ sao? Mua không lẽ giờ mình bán rẻ lại hả? Bỏ đi bà ơi, thôi lỡ coi như mình năm xuôi tháng hạn đi nha. Bây giờ tôi nhưng mà sao biết nó có bệnh hay không mà tự nhiên mình bỏ như vậy được? Thì thôi chứ bây giờ sao, giờ bà ăn bà dám ăn không? Bà không dám ăn bà bán cho người ta ăn chim ăn tội. Hay là bây giờ tôi kêu bác sĩ thú y xuống kiểm nghiệm đi. Chết rồi mà còn kiểm gì nữa. Bây giờ chồng đâu? Kêu chồng về rồi đem 10 con gà đi giục đi rồi tôi ké 3 con heo ra mà ra xong giục xuống dưới được rồi xong. Vậy đi. Hả? Ừ. Trời thì không biết ổng đi đâu á, đi suốt từ tối hôm qua tới giờ chưa thấy. Trời ơi, ta đi công chuyện. Đi kiếm làm ăn thêm mà bà làm gì mà hối vậy? Cô chị hay? Thì có chuyện thì mới hối chứ sao? Ủa? Sao có mặt đông đủ trơn rồi vậy? Ủa sao hai người vô chung lượt vậy? Thì đưa chung lượt rồi vô một lượt. Dạ. Hả? Bắt mớ gì mà sửng sốt dữ vậy trời? Đi chung, đi uống cà phê. Hôm qua bà này qua nhà tôi rủ tôi đi uống cà phê. Tôi mắc lo mấy con heo tôi không đi. Vậy là đi với chồng của bà. Trời ơi! Trời ơi! Vậy là hai người đây tối hôm qua là đi với nhau. Là ngủ với nhau qua đêm rồi sáng nay là sách giao về nhà này đó hả? Trời ơi! Trời ơi, ghê dữ vậy bà Tám. Công nhận bà suy diễn hay thiệt á. Bà nghĩ sao mà tôi với bà? Nghe. Chứ sao? Chứ tối qua anh đi đâu anh không về nhà? Rồi sao có đi uống cà phê không? Thì có. Đó. Đó. Chưa nhận đi uống cà phê kìa. Nó mệt tim á. Cái gì vậy? Mắc mớ gì mà tim? Mệt tim á. Bà đi uống cà phê chồng người ta cả đêm mà người ta không mệt tim mới lạ. Trời ơi bà nha, bà suy diễn tầm bậy tầm bạ hả? Ai đi uống với chồng bà hả? Chứ bà vừa mới xác nhận đó. Tôi nói đi với nhau rồi sáng nay nãy về chung với nhau nè. Trời ơi, tôi nói tối qua tôi có đi uống cà phê là tôi đi với nhỏ cháu tôi hen, nó trên Sài Gòn nó về nó rủ tôi đi vòng vòng trời. Trời ơi, ai đi với chồng bà nhảy dựng lên cho mệt tim vậy trời. Rồi gặp nhau lúc nào? Thì nãy nè, qua khu sinh thái nè thì gặp ổng bệnh. Gặp sáng sớm nay phải không? Tôi qua đây tôi mua con gà, tôi gặp ổng bển rồi tôi theo qua đây luôn. Mệt hả? Ê, bả qua mua gà kìa. Gà. Ủa, mua bà gà. Qua đây mua gà bên nhà tôi hả? Ừ. Trời ơi, làm nãy giờ quên. Thôi, giải quyết cái vụ gà heo của mình đi. Trời ơi, có chuyện gì thì bà nói luôn trong điện thoại đi. Bà nói chuyện quan trọng là chuyện gì? Chuyện quan trọng thì mới cần gặp trực tiếp để nói. Nói cho nghe nè. Hả? Sao chết? Nhà chị hai cũng chết đó hả? Cái gì? Sớm mình ai chết hả? Trời ơi, sao chết vậy hả? Ai chết? Không liên quan tới bà đâu, bà đừng hỏi nhiều. Liên quan gì trong xóm phải liên quan chứ. Mà sao tự nhiên lăn ra chết vậy? Ai biết đâu, chết bất đắc kỳ tử, anh ra chết que chứ. Thôi giờ gì nè. Dồn nó vô bao nha. Xong rồi tôi đem đi, tôi dứt ngoài xong. Rồi vậy xong. Tôi đi chung luôn, tôi đi theo. Nè, ai đâu ngồi yên đó cho tôi nghe chưa? Nghĩ sao vậy? Làm gì? Trời ơi, nghĩ sao người ta chết mà bỏ vô bao rồi đem dục. Mấy người nha, ác độc vừa thôi nè. Tôi lại bà ta. Tôi cũng lại bà luôn á. Tôi lại bà luôn nè. Người ta khó khăn ha thì nói với tôi một tiếng, tôi đi vòng vòng xóm tôi quyên góp để về giúp đỡ người ta mai táng người ta đàng hoàng. Nghĩ sao đem giục ta không sao? Sao lắm quá vậy? Ờ đúng rồi. Trời ơi, thì nó chết thì bỏ con bao đem vứt rồi sống. Đúng rồi. Mà vừa phải tôi nghe cái gì đầu đuôi cho nó đàng hoàng. Đúng đúng đi. Nó lựng nó chuyện bạc đi giục. Cái gì? Không đem mấy cái xác phải gì? Bây giờ không thủ tiêu nó đi rồi để bà đi về giùm tôi cái đi. Mà ai chết? Thôi mệt quá. Mấy con heo với mấy con gà của chị hai với vợ chết. Giờ anh tóm lại gì? Chị về chị bỏ mấy con heo vô bao đi. Em đi quá thì chị luôn. Dạ, rồi đi. Trời ơi trời. Nó nghe nè, vậy mấy con gà, mấy con heo chết bây giờ bỏ con bao đem dục dưới sông hả? Chứ lẽ làm gì cho bà ăn mà ăn không cho bà ăn. Tôi nói thiệt nghe mấy bà nói đem dục xuống sông mà tôi nghe tôi bực bội cả một con người tôi là. Mắc mớ gì bà bực bội? Mắc gì bà bực, tự nhiên gà người ta chết giờ không đem dục rồi ăn cũng chịu ăn. Heo rồi tự nhiên ngồi đó bực lên sao? Bà bực. Đúng rồi, thôi bà bực cái gì? Chứ gì nữa? Dục như vậy á là bà biết ảnh hưởng đến môi trường dữ lắm không? Trời ơi, bởi bà nói chuyện nghe câu trái tay ghê. Bây giờ tôi bỏ bao tôi vứt cũng xong, nó cho đi chỗ khác. Có ảnh hưởng gì gia đình tôi với chị hai đâu. Chính vì đúng không? Tôi sợ ảnh hưởng cho người ta, tôi mới không đem đi bán đó. Đúng rồi, đi dục á là tôi đạo đức quá rồi. Trời ơi, đạo đức. Bây giờ tôi hỏi bà không dục xuống sông, giờ bà để đây cho nó thúi, nó trình, nó xương ra đó, còn ảnh hưởng môi trường cỡ nào. Đó, bà biết nói vậy là bà lo cho bản thân bà không à.
bà đem dục dưới sông ha, rồi kênh rạch, nói chung là bà dục ở đâu đó là những người chung quanh đó người ta chịu ảnh hưởng ha, nó thúi lên người ta chịu làm sao nổi hả? Mẹ chưa mẹ, lại mẹ. Này mẹ nói chuyện mà không có kiến thức gì hết trơn á trời. Gì? Đây nè nghe, cái con sông của người ta nó to vậy nè, nó rộng, nó bự chà bá vậy đó. Bà nghĩ sao có mấy cái bịch gà, bịch heo mình bỏ xuống dưới đó mà nó ảnh hưởng nó trôi đi vậy, bữa nó rã ra hết trơn. Nó trôi rồi, nước lớn nó lên nó trôi rồi, rồi chưa hết. Xong rồi theo thời gian chừng 2-3 bữa thôi ha, mà phân trời hủy hết mà. Nó phân hủy, nó tan hết trơn rồi, cá dưới sông nó rỉa rỉa ăn ngon bụng xong. Đúng rồi, nó còn thêm lợi ích gì nữa nè. Tôi nói bà ra, ví dụ nó trôi vào biển phải không? Cái con cá mập nó ăn, ăn nó no, nó không hại tới con người ha. Nhằm khi mình giúp ích cho nó đó. Trời ơi, không hiểu trời. Trời ơi, vợ chồng ông nghe càng nói ta cái nó nhìn cái mặt là càng thấy ghét. Đây nè, tôi nói cho bà nghe nha, bà dục ở đó ha, những người sống chung người ta, gần ở đó đó, người ta chịu ảnh hưởng cái mùi hôi thối nó bốc lên ha. Còn chưa hết nha, những người đó có người người ta sử dụng nước của dòng sông đó để người ta sinh hoạt hàng ngày ha, nước thối quá sao người ta xài được hả? Rồi chưa hết nghe, cá tôm nó có thể chết do bị ô nhiễm môi trường. Ồ, bà này phải làm quá vấn đề lên vậy trời. Ghê vậy, trời ơi, mấy con heo với mấy con gà bà nói nghe thấy ghê quá. Trời ơi, nói ghê bằng chứng gì không mà bà nói em gì là bà nhà khoa học vậy? Trời ơi, tôi tức quá. Đây nè, để tôi kể cho ba người nghe nè. Từ tin báo của người dân, các cơ quan chức năng đã vào cuộc phát hiện nhiều xác heo chết thối được quăng bừa bãi nơi đầu nguồn sông Sài Gòn. Đại diện công ty Việt Phước thừa nhận đã tự ý vứt hàng trăm xác heo thối ra môi trường ngay sát thượng nguồn sông Sài Gòn, nơi có khá nhiều hộ dân sinh sống và làm nghề đánh cá. Bà Nguyễn Thị Anh cư ngụ ngay dưới chân cầu Sài Gòn bức xúc. Nước sông bị ô nhiễm khiến cho cuộc sống của hàng trăm ngư dân dọc sông Sài Gòn đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nguồn thủy sản ngày càng cạn kiệt, mọi sinh hoạt thường ngày đều phải sử dụng và tiếp xúc trực tiếp với nước sông. Này là mối đe dọa đến sức khỏe và tất nhiên bệnh tật là điều không thể tránh khỏi. Ông Nguyễn Thành Giang, một ngư dân ấp Bào Lũng, xã Tân Hiệp cho biết, từ sông ngược lên suối Bà Quen, cá chết nổi dày đặc kéo dài khoảng 10 cây số. Hơn 20 năm đánh cá trên sông này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cá chết nhiều như vậy. Người dân đua nhau đi vớt cá kín cả sông. Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả mẫu phân tích chất thải của công ty Việt Phước để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp diễn sự việc vứt xác gia súc gia cầm tại tỉnh Quảng Ngãi đang xảy ra dịch cúm gia cầm H5N6. Người dân đã vứt xác hàng trăm con gia cầm xuống hệ thống kênh Thạch Nham gây ô nhiễm môi trường và làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Qua kiểm tra, lực lượng thú y đã tiến hành vớt và tiêu hủy khoảng 600 con gà. Toàn bộ số gà này được đựng trong 11 bao tải và vứt xuống kênh. Theo luật thú y, khi gia cầm bị ốm chết thì nghiêm cấm vứt xác ra môi trường. Trường hợp hộ chăn nuôi vứt xác thì vi phạm luật và chịu xử lý theo nghị định 119 xử phạt về vi phạm hành chính trong công tác thú y. Trường hợp bị dịch, người chăn nuôi phải khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y để tiến hành kiểm tra tiêu hủy theo quy định và được hưởng chế độ hỗ trợ thay vì vứt xác ra ngoài môi trường. Trời ơi, mô Phật, sợ quá sợ luôn, xém chút nữa là gây nghiệp lớn rồi. Đó. Ồ, cũng may là chị Tám chỉ nói nha, chứ không mà lỡ như gà nhà mình mà bị cái bệnh là H5N6 á, mà định mình dục xuống sông như vậy á, nó ô nhiễm rồi cái virus vi khuẩn nó lây lan tùm lum ra, là coi như là chết, nó kéo đàn kéo bầy kéo lũ mà chết hàng ngàn con khác nữa. Đúng, bà rồi. Hiểu ra vấn đề nhằm khi đó. hại tới tính mạng của con người nữa. Chứ gì đâu. Ôi. Thôi nãy giờ tôi lỡ lời trách nhầm chị Tám xinh đẹp. Cảm ơn Tám xinh đẹp nha. Bà Tám bả có bị bệnh là tại bà đó nha bà. Ờ. Bệnh thì người ta vui mà. Không được. Ê nè. Trời đất ơi. Chồng bà nghe, bà Tám xinh đẹp sợ quá chạy mất tiêu. Trời ơi, chồng tôi không có đồng ý nhan sắc của bà. Trời ơi, không phải. Tôi đi báo chính quyền địa phương với cơ quan thú y để họ tới kiểm tra rồi thiêu hủy theo luật định. Thay vì dứt xác bừa bãi là ô nhiễm chết hết. Hả vậy hả? Ê, chồng bà giỏi, tiếp thu tốt. Giỏi. 15 cuộc thi một năm, sức đâu dạn dài. Ủa? Sao lên? Thôi. Ủa? Trời ơi, cái gì vậy? Ôi. Ông tôi đi đường này mà, tự nhiên kêu tôi gì? Đứng lại coi. Ông làm gì vậy? Trời ơi, làm gì mới sáng sớm ra mà đi nhà mặt nhăn nó mà cắm đầu cắm cổ đi không? Tôi nói với bà nha, nãy giờ bà đứng đây mà nói nhiều lắm rồi nha, tôi đang bận công việc của nó nữa. Ai? Đứng lại. Trời ơi,
Ông làm gì mà ông Hất Khải ông đi đâu dữ vậy? Có chuyện gì quan trọng dữ vậy? Nói nghe coi. Nói gì? Bà có ý có miệng mà là nhiều chuyện nhất xóm nói cho bà nói hết xóm nghe hả? Trời ơi, tôi nhiều chuyện nhất xóm gì? Bây giờ tôi đang bực trong mình, bà đừng có hỏi nữa. Bà đang đi đâu đây? Đi chợ. Có mua được cái gì chưa? Loạn gian hả, mới có đi thôi à, chưa có ra tới chợ mà mua được cái gì? Nói rồi bà, giờ bà ăn ở không phải không? Bà đang rảnh phải không? Bà đói bụng không? Đúng. Bà muốn ăn cái gì không? Thì đi chợ coi có gì rồi mình mới ăn. Bỏ hết. Nhịn ăn đi. Bà nhịn ăn đi, bây giờ bà theo tôi. Một lát nữa bà muốn ăn cái gì tôi cũng cho bạn. Tao ơi. Ừ. Chỉ cần đi theo ông thôi. Đi theo tôi thôi. Ăn cái giống gì ông cũng cho tôi ăn. Đúng luôn vậy. Làm chuyện này lớn lao lắm, bà dám làm không? Mà làm chuyện đó để làm gì? Làm chuyện làm gì là sao? Là tôi có được lợi nhuận gì không á? Ê đó, ăn quá trời ăn. Trao đổi mà, tôi cho bạn, bà theo bà phụ trợ tôi. Được không? Cái gì vậy? Trời ơi, thôi nha ông đừng có lợi dụng tôi nghe. Ông nói trao đổi hả? Trao đổi là ông muốn cái gì ở tôi hả? Tôi không có muốn gì hả bà? Bà nhìn lại cái tớ thiệt trên người bà bây giờ chỉ có cái vỏ là đáng giá thôi. Trời. Nghĩ sao vậy? Bây giờ tôi nói bà nè. Bây giờ bà có muốn lên sóng cái lần này với tôi không? Lên sóng? Nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng? Ừ. Trời ơi, cái bản mặt tôi về mà nổi tiếng là mẫu người ở trong xã mình đều biết hết hả? Chứ sao nữa? Chơi luôn. Chơi luôn không? Miễn sao nổi tiếng là cái giống gì tôi cũng mừng. Mặt tay. Làm chuyện lớn lao nha. Lớn lao luôn. Đánh ghen. Đánh ghen? Ừ. Ông nghĩ sao cái tướng tôi có cho két vậy ông kêu đi đánh ghen hả? Sao đánh lại ai mà đánh? Đánh là tôi. Bà đứng cái bên bà la thôi. Nội bà la không người ta quay qua người ta dòm bà là tôi đánh được lần đó rồi. Đúng không? Thôi nó nghe nè. Cái gì? Giờ thích ăn cái gì ha? Hủ tiếu, mì gói gì đó. Theo tôi ra chợ tôi cho ăn nghe. Bỏ cái vụ mà đi đánh rồi đi này kia nha. Bởi vậy. Nói làm nhục lòng tôi hết trơn rồi. Làm gì nhục? Kỳ này tôi phải trả thù ha. Tôi phải giăng mặt mới được. Bà biết ai không? Mà nói nghe nè. Ừ quên nữa, nãy giờ ông nói đánh ghen mà đánh ai vậy? Tâm sự mỏng nghe coi. Thằng già Tư Phương đó. Ông Tư Phương? Ừ. Trời bất ơi. Ngờ phải không? Bà bất ngờ phải không? Quá bất ngờ luôn. Chị ông sao? Nghĩ sao vậy? Hả? Trời ơi, ông suy nghĩ cho kỹ là đi, người ta là đứng đắn đàng hoàng hả? Dù sao cũng là thầy giáo mà ông nghĩ sao ông đi đánh ghen cái chuyện đó tôi không biết nha, nhưng mà giờ ổng làm bậy thì tôi phải xử ổng. Làm bậy? Ừ. Ông ghen đánh ghen là ghen với bà vợ ông hả? Cái gì nữa? Trời ơi. Cái gì? Làm ơn suy nghĩ lại giùm tôi đi ông nội. Suy nghĩ gì? Ông nghĩ sao mà bà vợ ông vậy hả? Mà ai mà dám thèm? Ê. Tôi nghe nói không phải xin lỗi ông trước nghe. Tôi là phụ nữ nè, tôi nhìn bà tôi cũng hả muốn ói lên ói xuống. Nghĩ sao đàn ông nào khoái bà? Bà đừng nói vậy, tôi nói thiệt bà nha, tôi với bà biết nhau bao nhiêu lâu rồi, bà có thể hạ nhục tôi, hạ nhục gia đình tôi, nhưng không được quyền đụng tới vợ tôi. Cục vàng cục ngọc của tôi đó bà biết chưa? Tao ông nghe ông kêu bà cục vàng tôi muốn nổi da gà nè, nhìn bà tôi thấy trang cục mỡ. Bà nãy giờ bà nói bà xúc phạm nhiều, thôi giờ tôi không cần bà nữa. Bây giờ tôi đi cái khoan đúng nghe nè. Bộ cái gì vậy? Hàng tới. Ủa? Không nhắc mà tự nhiên kẻ thù dẫn sát tới đây. Ông gì? Ai? À, chào cô Tám. Dạ. Ủa, có cậu Linh nha. Khỏe cậu Linh. Có cậu đây tôi nói nha. Tôi phải khoe cậu nha với cậu nha. Nhưng mà tôi nói thật với cậu, tôi khen một điều này hết sức quá đáng luôn. Cậu biết sao không? Khen gì thầy? Vợ cậu quá tuyệt vời. Vợ cậu tôi nói không nịnh nha. Là một người giỏi, một người đảm đang, một người phụ nữ phải nói là quá tuyệt vời. Thấy chưa? Mà thấy chưa? Ủa, trước mặt tôi mà khen vợ tôi không? Cảm ơn những lời khen chân thành của không có gì cậu. Bắt tay, bắt tay. Đau quá vậy cô Linh. Nam Nhi gặp nhau bắt tay chơi mà. Ủa sao cô Linh làm gì bóp tay tôi đau dữ vậy? Khỏe quá. Nhưng bóp tay thầy à? Không những bóp tay mà còn bóp cái khác nữa bây giờ nè. Ủa? Cậu nói gì tôi không hiểu gì hết trơn nha cậu Linh. Không hiểu hả? Mới vừa rồi trước mặt tôi hả? Ông đứng ông khen vợ tôi đúng không? Đúng rồi, thì vừa giỏi tôi khen giỏi có gì đâu cậu đó. Bà thấy không? Thì đúng. Giấu đầu lòi đuôi. Bây giờ tôi hỏi ông sao? Vợ tôi ông khen chứ không phải là ông đang ngoại tình với cổ phải không? Cậu nói gì tôi không hiểu gì hết. Ngoài ai ngoại tình ai? Ông ngoại tình với vợ tôi ha. Trời đất ơi. Vậy nhìn đi, một cái bậc cha chú ha, mặc đồ bệ vệ như vậy dễ mà dám tư tưởng ngoại tình với người ta. Cậu ơi. À cậu Linh, cậu ăn nói cẩn thận, cậu đừng có nói vậy. Cậu nói gì tôi ngoại tình vợ cậu hồi nào? Tôi không ngờ luôn. Hiểu lầm cái gì? Hả? Ông này nè, ông ngờ gì? Ông làm trong nghề giáo dục nhưng mà ông đang vô giáo dục nè. Dạ, cậu Linh, cậu ăn nói cẩn thận nha, cậu không được xúc phạm tôi nha. Bây giờ xúc phạm sao? Tôi ngoại tình hồi đâu hả? À ông còn đòi bằng chứng phải không? À đây nè, bằng chứng là hôm qua tôi thấy vợ tôi với ông thậm thà thủng thủng tò tí te gì đúng không? Hôm qua
Hôm qua? À, hôm qua phải không? Đúng rồi. Trời ơi, cậu Linh ơi, tôi nói cậu nghe, cái chuyện đó là như thế này. Dạ. Dạ em. Ủa? Chào thầy. À, cô Sáu, à, ngồi đi con. Dạ, em cảm ơn thầy. À, tới nhà có chuyện gì không nè cô? Dạ, hôm nay em tới em muốn hỏi thầy cái chuyện thi cử sắp tới của trường mình đó thầy. À, ủa chuẩn bị gì chưa? Dạ chưa, em chưa chuẩn bị gì hết á. Ủa sao vậy? Trời đất ơi, gần tới ngày thi cử rồi, phải chuẩn bị trước rồi chứ. Thầy ơi. Sao? Không mấy, thầy cho em xin rút lại nha. Em không thi nữa đâu. Sao kỳ vậy? Cô nói gì lạ lùng vậy? Thi nó là không phải chuyện đơn giản đâu cô à. Cô phải ở trường này mà đề nghị cô như vậy là cô biết cô giỏi lắm đó. Mà đâu phải là thi đơn giản ở trường này đâu không. Trường này rồi mình thi lên huyện rồi lên thành phố rồi còn cấp quốc gia nữa. Cô nói không tham gia là sao? Dạ, nhưng mà em hiểu. Em sợ là mình gánh vác không nổi thầy ơi. Bởi vì đi thi thì mình phải cố gắng mình tập trung để mình thi cho tốt. Mà như vậy thì em sẽ chểnh mảng việc dạy các em học trò mà năm nay tụi nó thi chuyển cấp nữa. Cho nên phải tập trung để mà dạy tụi nó. Ủa? Hình như vợ mình. Vợ mình ngồi với ông Tư Phương làm gì vậy trời? Cho nên cô là... À, tôi nói cô nghe. Cô biết là không phải ai cũng được chọn đâu cô. Cô xuất sắc, cô tốt, cô dạy giỏi. Thì cô không thấy cái điều đó là cái điều mà người ta đề cử cô vậy là cô hãnh diện chứ. Mai sau mà cô thành công nữa đó, tôi nói cho cô biết là một điều vinh dự cho mình đó, cho nhà trường và cho cô nữa đó cô à. Dạ em biết, nhưng mà em chỉ muốn tập trung chuyên môn để mà em dạy tốt thôi thầy ơi. Nói cái gì? Ôi, nghe cô đừng được có cãi tôi. Cô cứ nghe lời tôi đi. Cô sao ha? Trời đất ơi. Trời ơi. Trời đất ơi, giữa thanh thiên bạch nhật, hãy người làm cái gì kỳ cục vậy ta? Bây giờ mình xông vô. Không được. Để từ từ mình canh ở đây. Mình rinh cũng có tan chứng gì không? Bây giờ phóng vô nó chối thì sao? Được rồi. Mà chết bà với tôi bữa nay rồi. Tôi chúc cô thành công. Rồi cô sẽ thấy lời nói của tôi là hiệu quả. Rồi mai sau có thể tôi sẽ cho cô học nhiều khóa nữa, nhiều cấp nữa để cô có thể thay thế tôi về sau nữa chứ. Đúng không? Dạ. Em sẽ cố gắng. Đó. Cậu Linh thấy không? Sự thật câu chuyện là như vậy. Cậu ghen vợ quá rồi, cậu thương vợ quá rồi, cậu hiểu lầm nữa cậu Linh à. Trời ơi ông nội, ông nội. Ông đa nghi quá à. Đa nghi còn hơn Tào Tháo nữa. Bởi vì ghen bóng ghen gió. Không phải ghen bóng ghen gió, nhưng cái này là tự gì tôi thấy cái chuyện vậy mà tôi chưa có rành hết. Nhưng mà dù gì nó cũng phải xuất phát từ cái tâm tốt tôi là tự gì tôi quá thương vợ. Phải không? Bây giờ bà nè, bà thương vợ bà không? Cái gì vậy ông? Không phải, ý tôi nói là chẳng hạn như chồng bà thương không? Phải thương chứ. Thương cho nên là tôi thấy cái chuyện nó không vừa lòng tôi phải la lên chứ. Thương thì cũng vừa, phải tôi làm quá hả? Mà tôi nói cậu Linh nha, ví dụ cậu có thương vợ, cậu có yêu vợ cậu thì cũng đúng thôi, cái chuyện đó là gia đình hạnh phúc của cậu. Nhưng mà cậu cũng nên thận trọng và đừng nói năng xúc phạm đến người khác. Cậu làm như thế nữa rồi không phải là tôi mà người khác nữa, tội nghiệp người ta, mất danh dự người ta. Ừ. Cậu Linh hiểu không? Đó, nghe thầy đi. Rồi bả đâu? Thì đó, qua về tôi cự quá trời, bà giận bà xách đồ bà bỏ bà đi. Trời ơi, tôi chết rồi. Bây giờ còn chờ vợ gì nữa, bây giờ cậu nên đi tìm cổ, nói với cổ nghe là hiểu là à, ông có anh xin lỗi em, anh hoàn toàn hiểu lầm em, để cho bà vui. Cậu chờ gì nữa mà không đi đi. Đúng rồi, nghe lời thầy đi, ba giờ bốn cẳng chạy đi kiếm bà. Thầy biết rồi, để tôi đi, thôi xin phép thầy đi, xin lỗi thầy. À thôi được rồi. Dạ không, lần này bắt tay đàng hoàng, không có bóp. Đi. Thôi đi đi cậu. Trời ơi, thiệt. Ủa, cô Lan. Chị Tám. Trời ơi, ông Sáu đi kiếm vòng vòng quá trời quá đất kìa. Kệ ông, cho ông kiếm đi, em mệt mỏi lắm rồi. Mắc mới gì mệt mỏi. Cô Sáu kỳ quá à. Tôi nói cô Sáu nghe nè, mình đó là phụ nữ hen, mình có lỡ mà cây lộn với chồng tiếng thì thôi ở nhà đi, hở ra gây cái bỏ đi, hở ra gây cái bỏ đi là tôi không có chịu rồi nghe. Có chuyện gì vợ chồng từ từ nói với nhau hen. Bây giờ em hỏi chị nè. Hả? Chị chưa có gia đình cho nên chị không có hiểu. Em gặp một ông chồng ghen như vậy mà ghen tuông vô cớ, rồi về nói lảm nhảm suốt ngày, bao nhiêu áp lực sao em chịu nổi. Mai mốt chị có chồng đi rồi chị hiểu. Chị không có trong hoàn cảnh của em cho nên là chị nói hay lắm. Trời. Em mệt mỏi ghê luôn á. Đâu phải có chồng mà. Ủa? Dạ em chào. Trời, cô Sáu đây hả? Ủa thầy Tư đi đâu mà để cô Sáu có đi tìm tùm lum hết trơn vậy? Cô Sáu đi đâu, bỏ nhà đi đâu, nói tôi nghe coi nè. Dạ em đâu có bỏ đâu, em tới nhà bạn em ở để cho khỏi nhức đầu thôi mà.
Ủa có chuyện gì đâu mà phải làm vậy làm chi vậy cô Sáu? Hết sức bình tĩnh, mọi chuyện gì mình cũng phải giải quyết cho đàng hoàng chứ, bỏ đi vậy rồi chồng con nó hiểu lầm. Thì đó, cũng vì cái hiểu lầm đó, vì ổng ghen tuông vô cớ đó. Nhưng mà thật sự chồng em ghen cũng đúng nữa thầy. Bây giờ em hỏi thầy nè, em bao nhiêu là áp lực? Vừa dạy học sinh, rồi ban ngày phải dạy, ban đêm phải luyện thi, rồi chuẩn bị giáo trình giáo án cho các em. Chưa hết nữa, rồi phải chuẩn bị kiến thức để thi giáo viên dạy giỏi. Hết cấp trường, cấp tỉnh, cấp quận, rồi tới thành phố. Đủ thứ hết, bao nhiêu áp lực dồn lại. Thì bây giờ em hỏi thầy, em có thời gian đâu để mà chăm sóc gia đình nữa chứ? Em bỏ bê chồng con, nhiều khi ổng ghen vậy em thấy em cũng có lỗi một phần nào nữa. À, thì ra cái chuyện thi cử của giáo viên cũng gây rất nhiều áp lực à. Đúng quá thầy, đó cũng là một cái áp lực đối với những người làm nghề giáo. Trong khi một năm họ phải thi đến 15 cuộc thi. Thì tôi hỏi thầy, hỏi cô nè, sức lực ở đâu để mà họ giảng dạy nữa chứ? Trời ơi chị Tám, chị không có trong nghề sao chị rành quá vậy? Trời ơi, biết sao không biết. Từ nhiều năm nay, thì tốn rất nhiều công sức và không còn thời gian đầu tư cho các tiết dạy. Chia sẻ với những áp lực này, Thạc sĩ Lê Thị Loan, Nguyên trưởng Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục Hà Nội cho rằng mỗi nhà trường nên chọn ra một nhiệm vụ chính của năm học, thông qua đó tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao trình độ giáo viên, không nên tổ chức thi tràn lan vì đó là biểu hiện của bệnh thành tích. Đó, thầy thấy không? Chị Tám là người không có trong nghề mà chỉ còn biết nữa. Thì thử hỏi bao nhiêu áp lực đổ dồn vô đầu của giáo viên tụi em thì làm sao mà chịu nổi hả thầy? Được rồi, thầy cũng thấy cái điều này, để rồi chuyện này thầy sẽ nghiên cứu trở lại. Đúng rồi thầy, chứ... Ủa? Trời ơi, đi đâu vậy cậu Linh? Hồi đó, năn nỉ đi, năn nỉ đi. Mình mấy nay đi có ăn uống gì được không? Anh đi kiếm quá trời, sợ mình đói không hả? Yên tâm đi, tôi không có ốm ký nào đâu, đừng lo. Đừng có giận anh nữa, thôi anh lỡ có lỗi thôi. Đàn ông mà dâu có lôi làm lâu lâu mới có lỗi mà. Thôi bỏ nghe không ha. Sao không nói vô một tiếng nào quá cho để tôi Thôi cô Sáu, tôi thấy cậu Linh vậy là cũng nhiệt tình á. Cậu thương quá, cậu cũng ghen chút xíu vậy thôi. Hiểu là hiểu rồi, vợ chồng thông cảm nhau mà. Đâu có biết mà cái công việc của em mà nó cực khổ như vậy đâu. Bây giờ anh hiểu em là cái người yêu công việc, đặt công việc là trên hết. Nhưng mà sao công việc là tới anh đúng không? Biết rồi, dạ. Thì em cũng có lỗi. Em mới nói với thầy nè. Tôi hứa với cô, tôi sẽ xem xét lại những cuộc thi của giáo viên. Mình không cần chạy theo thành tích đâu cô à. Miễn sao thầy cô tạo ra một thế hệ học sinh giỏi là tốt rồi, đúng không? Đúng rồi thầy.